Usil, Rugi, Espen. Phụ kiện cáp sạc sạc hướng dẫn nó nằm dưới, nó tặng thêm tính gương mực, tính miếng dán màn hình nữa. Này anh ấy anh mở nói người ta mở mở siêu là mở từ đây nè, từ góc xéo nè. Mở lên ha, đừng có mở trên này, mở trên này là bay luôn miếng dán màn hình đó. Này nó có một miếng dán màn hình của nó rồi, hiểu không? Cho nên mình mở là mở từ đây nè, từ cái mép trắng đúng không? Đúng rồi, từ mép trắng mở lên. Em gửi về tỉnh cho người ta, không phải mình nói. Gửi đâu? Phan Thiết hả? Em bình thường lắc. Thôi mở lên. Con luôn không? Mở cái phạt luôn không? Thôi để khỏi đi à. Rồi xong phải không? Yeah. Ok anh ha. Camera đẹp lắm. Cái tiếng camera nó cũng đeo rồi. Cấu hình anh kiểm tra giùm em hết đây, lúc mà ta thử máy.